Thưa quý vị, thưa các bạn, với sự năng động của tuổi trẻ và lòng đam mê, chị Bùi Thị Thủy ở xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường đã khởi nghiệp bằng việc sáng tạo ra những sản phẩm đặc sắc gắn với làng quê Việt Nam để giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế những sản vật truyền thống của quê hương. Đến nay, mô hình của chị đã bước đầu phát huy được hiệu quả, đóng góp 3 trong tổng số 5 sản phẩm của huyện Xuân Trường được công nhận ô cốp cấp tỉnh. Chuyên mục thị trường hôm nay, chúng tôi sẽ dành thời lượng để phản ánh về mô hình này. Như thường lệ, mở đầu chuyên mục là mục điểm tin thị trường trong tuần. Trong nửa đầu tháng 2 giai đoạn trước và trong Tết Tân Sửu, xuất khẩu tiếp đà tăng mạnh, tính lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 2, thặng dư thương mại lên đến gần 3 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu được cập nhật từ Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 2, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 9,94 tỷ đô la Mỹ, tăng nhẹ gần 2,5% so với cùng kỳ năm 2020. Tính lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 2, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 38,46 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh gần 37% so với cùng kỳ năm 2020, tương đương tăng thêm hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Nhập khẩu đạt 35,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,3% so với cùng kỳ, tương đương hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, trong 1,5 tháng qua, cả nước xuất siêu 2,76 tỷ đô la Mỹ. Trong khi cùng kỳ năm ngoái cả nước nhập siêu là 400 triệu đô la Mỹ. Như vậy, so với cùng kỳ một năm trước, cả xuất và nhập khẩu của Việt Nam đều có sự khởi sắc khá ấn tượng, đặc biệt góp phần tăng thẳng dư thương mại cao từ đầu năm đến nay, có thể kể đến các nhóm hàng xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam lâu nay. Nửa đầu tháng 2 có tới 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kinh ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên, gồm điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị dụng cụ, phụ tùng và mặt hàng dệt may. Trước đó, số liệu của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy có sự thay đổi vị trí các nhóm hàng xuất khẩu trong đó, xuất khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đã vượt mặt nhóm hàng dệt may, tăng vọt 3,26 tỷ đô la Mỹ, cao hơn gần 120% so với cùng kỳ năm ngoái và lọt vào top 3 nhóm hàng xuất khẩu có quy mô kim ngạch lớn nhất Việt Nam. Bộ Công Thương vừa gửi văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ hưởng của dịch bệnh Covid-19. Công văn đề cập nhiều vướng mắc khó khăn trong việc lưu thông hàng hóa tiêu thụ nông sản có sản lượng lớn đã vào vụ thu hoạch của một số địa phương vùng đang có dịch đặc biệt là tỉnh Hải Dương và các tỉnh Giáp Ranh. Cụ thể như việc thu mua vận chuyển tiêu thụ nông sản bị ách tắc khi các thương lái không thể vận chuyển nông sản do quy định phòng chống dịch tại nhiều địa phương giáp với tỉnh Hải Dương. Trước khó khăn nêu trên, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế có hướng dẫn thống nhất về lưu thông người, hàng hóa, phương tiện Giữa địa phương có dịch với các địa phương khác, tránh việc mỗi địa phương tự áp dụng như hiện nay. Đồng thời, chỉ đạo và huy động các đơn vị có năng lực xét nghiệm COVID-19 hỗ trợ các tỉnh có dịch COVID-19, bảo đảm phục vụ tối đa nhu cầu xét nghiệm của đội ngũ lái xe, áp tải hàng trong thời gian ngắn nhất nhằm hạn chế tối đa ách tắc lưu thông hàng hóa từ vùng dịch ra ngoài. Đầu mối chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải có hướng dẫn thống nhất và quy định rõ các biện pháp an toàn phòng dịch cho người, phương tiện và hàng hóa để lưu thông hàng hóa qua các địa bàn có và không có dịch bệnh. Bộ Công Thương cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn quy trình sản xuất nông lâm thủy sản bảo đảm phòng chống dịch bệnh, đủ điều kiện lưu thông phân phối tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Đề nghị các địa phương có dịch đẩy mạnh tuyên truyền về chuỗi nông sản thực phẩm an toàn do ngành nông nghiệp và y tế xác nhận, bao gồm an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh để người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, thưa các bạn, huyện Xuân Trường hiện có 5 sản phẩm được đánh giá xếp hạng ô cốp, trong đó có nhiều sản phẩm tiêu biểu độc đáo được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao. Chương trình mỗi xã một sản phẩm ô là giải pháp quan trọng để khai thác tiềm năng thế mạnh, tạo nguồn lực tại chỗ để tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu của huyện Xuân Trường. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Bùi Thị Thủy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Green and Book Ambassador tại xóm 9 xã Tạo Nghiệp, huyện Xuân Trường, chọn con đường khởi nghiệp khá đặc biệt, sản xuất và cung cấp những sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm thủ công thân thiện với môi trường, với mong muốn tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, nâng tầm giá trị nông sản của địa phương. Chị Thủy đã tự mày mò nghiên cứu và tìm ra cách thức chế biến và trộn các sản phẩm nông nghiệp để tạo nên các loại thức uống có lợi cho sức khỏe như trà sáng tạo, bột sắn dây, tinh bột nghệ. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nhỏ và trải qua một cái quá trình sống cũng như là lên rồi đi học và trưởng thành thì tôi cảm thấy rằng là nông sản ở Việt Nam khá là phong phú và đa dạng cũng như cái trình độ của những người người làm la là nó cái kỹ năng và sự tâm huyết và tất cả mọi thứ thì tôi cảm thấy rằng là những cái nông, nông sản hoặc những cái đặc sản đấy cái giá trị nó cũng còn thấp và cũng còn nhiều những cái khó khăn mà mọi người phải gặp phải thì tôi mong muốn rằng là tìm ra được những cái giải pháp để đóng góp vào nâng cao cái giá trị đấy cho tất cả trong cái chuỗi giá trị đấy đối với cả mọi người và và đặc biệt là vùng quê nơi mình sinh ra và lớn lên các thành phần của trà sáng tạo được cấu tạo từ 7 thành phần được trồng và chăm sóc lựa chọn kỹ lưỡng thu hoạch tại thời điểm chín mùi để đảm bảo sự chăm sóc tốt nhất chất lượng và hương vị từng thành phần cấu tạo nên trà gồm đỗ đen xanh lòng, đậu đỏ, gạo lướt huyết rồng, lá sen, hoài nhài, cỏ ngọt hạt muồng được lựa chọn kỹ lưỡng, góp phần hỗ trợ thành lọc cơ thể, cải thiện giấc ngủ, mang đến hương vị độc đáo và cung cấp hàm lượng dinh dưỡng cho sức khỏe. Tiếp theo đó là các sản phẩm tinh bột nghệ, bột sắn dây, vốn là những nguyên liệu dồi dào với những công dụng hỗ trợ tăng cường sức khỏe, không chứa gluten tác tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh, được làm và sấy khô theo quy trình chặt chẽ từ trồng đến thành phẩm đóng gói hoàn chỉnh. Những sản phẩm này đều được người tiêu dùng đánh giá cao và tin dùng. Cái um, bột nghệ thì nó nhìn nó nó, nó mịn nè. À? Nó mịn và nó sạch, còn bột bột sắn dây ấy thì nó có mùi thơm, nó rất là sánh mịn. Thích nhất là cái cái sản phẩm này nó nó tự nhiên, thực tế nó không hóa chất. thích là dùng như thế là đảm bảo cái sức khỏe. Tôi từng đã được dùng cái sản phẩm trà với cái, cái bột ngũ cốc. Tôi biết đến sản phẩm đây là từ lâu rồi, tôi đã được đi tham quan, tôi xem được cái mô hình của từ nhà vườn đến khu sản xuất chế tạo. Khâu đóng gói tôi cũng thấy yên tâm về cái sản phẩm tôi dùng. Cái sản phẩm này tôi đưa đi vào tận Sài Gòn có, vào trong miền Tây, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Tôi đã gửi vào tận đó cho người nhà tôi trong đó dùng. Người nhà tôi cũng rất là thích dùng cái sản phẩm này. Năm 2020, sản phẩm tinh bột nghệ, bột sắn dây và trà sáng tạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Green and Book Ambassador là ba trong số 5 sản phẩm ô cốt của sân trường được xếp hạng 3 sao. Green and Book Ambassador hiện đã hoạt động ở hầu hết các tỉnh thành tại Việt Nam và tại Nam Định. Sản phẩm được biết nhiều hơn qua hỗ trợ công thương khu vực phía Bắc Nam Định năm 2020. Với mong muốn sáng tạo nên những sản phẩm đặc sắc mang thương hiệu Việt Nam để chia sẻ với bạn bè trong nước và quốc tế, truyền tải những giá trị cộng đồng sâu sắc có thể nói, việc được đánh giá và xếp hạng ô cốp sẽ là tiền đề cho những sản phẩm của công ty vươn xa hơn, đồng thời sẽ là đòn bẩy để thúc đẩy những ý tưởng sáng tạo cho những sản phẩm đặc sản truyền thống của huyện Xuân Trường tiếp tục phát triển. Thưa quý vị, thưa các bạn, bột sắn dây là thực phẩm quen thuộc của người dân Việt Nam. Khoa học đã chứng minh bột sắn dây có rất nhiều công năng tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu không biết cách chọn, mua phải những sản phẩm bột kém chất lượng, thì chẳng những không mang lại lợi ích cho sức khỏe mà còn phản tác dụng. Chính vì thế, khi chọn mua bột sắn dây, bạn đừng nên ham giá thành rẻ mà hãy quan tâm đến chất lượng thực sự của sản phẩm. Mục tư vấn tiêu dùng sau đây sẽ giúp quý vị cách chọn thực phẩm này. Nhận biết bột sắn dây thật và giả bằng mắt thường. Bột sắn dây thật là loại bột hạt to, sắc cạnh, có màu trắng tinh khiết, có hương thơm tự nhiên đặc trưng của bột sắn dây, bột khô, không ẩm. Khi đưa lên miệng cắn Bột sắn dây thật có vị giòn tan, tan nhanh trong miệng và thấy ấm nơi đầu lưỡi. Bột sắn dây sau khi tan ra lưỡi, chúng ta có thể cảm nhận được sự mềm mịn và không có hạt sạn. Ngược lại, nếu là bột sắn dây giả, bột có lẫn nhiều tạp chất thì viên bột không sắc cạnh, hạt nhỏ, khi quan sát không có màu trắng tự nhiên, thường không có mùi thơm hoặc rất nặng mùi, khi cắn thử thấy viên bột mềm. Nhận biết bột sắn dây thật và giả khi cho hòa vào nước bạn hòa tan bột sắn dây vào một cốc nước tinh khiết, sau đó rót từ cốc nước này sang cốc nước khác. Nếu bạn thấy nước được dốc sạch dưới đáy cốc, không hề có tiếng cạn nào thì đó là bột hoàn toàn tinh khiết. Nhận biết bột sắn dây thật giả bằng đun nóng. Bạn lấy khoảng 3 thìa bột sắn dây, một bát nước trắng, 3 thìa đường, hòa tan hỗn hợp lên, đặt lên bếp lửa nấu trong vòng 10 phút. Vừa nấu vừa khuấy đều tay. Khi bột chín, bạn đổ ra bát, nếu thấy bột trong đến tận đáy thì đây là loại bột sắn có chất lượng cao, ngon. Nhận biết bột sắn dây thật giả bằng vị giác. Đơn giản nhất, bạn pha hai loại bột sắn dây riêng làm hai cốc rồi uống thử. Loại bột chất lượng chắc chắn sẽ có hương vị ngon hơn, có mùi thơm đặc trưng của bột sắn. Những loại bột kém chất lượng thường có hương vị lạ, mùi ẩm mốc hoặc không có mùi thơm. Ngoài ra, khi đi mua bột sắn dây, bạn không nên mua loại bột đã được ướp hoa bưởi vì rất dễ bị mốc, hoặc do người làm giả ướp hoa bưởi lên để khử mùi ẩm mốc. Bột sắn dây giả, như vậy bạn nên mua bột thật khô, thật giòn thì mới có thể để lâu được. Hy vọng với cách phân biệt bột sắn dây thật và giả mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp ích cho bạn khi lựa chọn bột sắn tốt nhất cho gia đình. Chuyên mục thị trường tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình này tuần sau.